Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, bản tin quân sự ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung Quốc sẽ dàn đội hình ra sao nếu như tấn công Đài Loan? B-52 suýt bị bắn hạ khi vào tầm sát thương của F-400. Nga buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược trên biển. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Hãng Reuters gần đây đã đưa tin rằng Tham mưu trưởng Liên quân Trung Quốc Tướng Lý Tác Thành tuyên bố rằng nước này có thể tấn công Đài Loan để ngăn chặn hòn đảo này độc lập. Mối đe dọa vũ lực luôn luôn tồn tại, nhưng nhận xét mới nhất này được xem như là một sự leo thang của ngôn từ. Hải quân Trung Quốc chính thức được gọi là Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân PLAN, khác xa so với 20 năm về trước. Sự thay đổi rõ ràng nhất là giờ đây họ có hai con tàu sân bay và rất nhiều chiếc khác đang được chế tạo. Những chiếc này được hộ tống bởi các khu trục hạm phòng không hiện đại, thường được mô phỏng theo tàu chiến với hệ thống phòng thủ Aegis của Mỹ. Đội hải quân nước xanh này khiến cho việc tiếp cận gián tiếp từ phía Thái Bình Dương vào Đài Loan là khả thi hơn. Trước đây thì khả năng hoạt động trên đại dương mở cách xa vùng phòng không thuộc đất liền của Trung Quốc là bị nghi ngờ. Bây giờ thì các con tàu chiến mới, đặc biệt là các khu trục hạm và khinh hạm được bảo vệ tốt đủ để bao vây Đài Loan. Hạm đội tàu ngầm Trung Quốc là lớn nhất thế giới cũng có thể được sử dụng. Điều này thì có thể khiến cho Hải quân Đài Loan khó khăn hơn trong việc tấn công sườn của hạm đội Trung Quốc, theo bài đăng của hãng Forbes. Trong một cuộc tấn công, thì các tàu sân bay của Hải quân Quân Giải phóng Trung Quốc có thể sẽ hoạt động tại ngoài đường chân trời, nơi mà chúng an toàn hơn trước các cuộc phản công. Nhưng lại không giống như trong các cuộc chiến trước đây, vị trí của chúng có lẽ sẽ được xác định trong hầu hết thời gian. Trí thông minh nguồn mở như là các vệ tinh thương mại cung cấp vùng phủ sóng tương đối thường xuyên, tàu sân bay có thể bị phát hiện ngay cả trong các hình ảnh độ phân giải thấp. Lực lượng tàu đổ bộ của Trung Quốc với nhiệm vụ đưa quân vào bờ gồm lớp tàu chủ lực Zhuhao Thai 071, tương tự như là lớp San Antonio của Mỹ, sử dụng tàu điện ký và máy bay trực thăng để đổ quân, cho phép thực hiện từ ngoài khơi xa hơn là nhiều so với tàu đổ bộ truyền thống. Chúng được các tàu đổ bộ tấn công Thai 075 hỗ trợ. Các con tàu này tương tự như là lớp tàu America của Mỹ với sàn phẳng giống như là một tàu sân bay thông thường, nhưng chúng cũng có một bến tàu ngập nước phía sau để giải phóng tàu đệm khí. Những con tàu Trung Quốc có thể sẽ chỉ có máy bay trực thăng, không giống như là những con tàu America của Mỹ có thể mang theo tiêm kích F-35. Đây có thể là máy bay Z-20 mang nét tương đồng kỳ lạ với trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ. Các đội quân tham gia, ít nhất là trong cuộc tấn công ban đầu, rất có thể là từ các lữ đoàn tấn công đổ bộ. Thủy quân lục chiến Trung Quốc có thể đóng một phần, nhưng lực lượng đổ bộ chính là lục quân. Họ sẽ được trang bị xe tăng lội nước và xe chở quân. Các lữ đoàn tấn công đổ bộ sẽ thiết lập một vị trí đổ bộ để một hạm đội tàu đổ bộ có thể đổ quân. Nhiều con tàu trong số này đã cũ và sẽ phải vào sát bờ để đổ quân và xe cộ. Nhưng xe tăng chiến đấu chủ lực thông thường sẽ có mặt trong lớp quân đầu tiên. Tàu điện khí cũng sẽ tiếp tục chuyển quân từ bên ngoài vào. Thậm chí còn có một số tàu điện khí lớp dù khổng lồ có thể mang theo 500 binh sĩ mỗi lần. Tuy nhiên, với hơn 2 thập kỷ chuẩn bị, Đài Loan chắc chắn là không thể để Trung Quốc đổ quân một cách dễ dàng và chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến ác liệt. Trong một diễn biến khác, thì các hệ thống phòng không của Nga đã có cơ hội phá hủy máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ khi mà chiếc oanh tạc cơ này bỏ qua mọi lời cảnh báo và tiến rất gần biên giới phía bắc của nước Nga. Nó không chỉ xâm nhập khu vực quản lý mà còn tiến sâu vào vùng sát thương của các tổ hợp đánh chặn bảo vệ bầu trời nước Nga. Về nguyên tắc, đáng lẽ máy bay của Mỹ đã bị bắn hạ. Nếu bạn không tính đến thực tế là oanh tạc cơ B-52 đã tiến vào khu vực phủ sóng của radar thuộc các hệ thống phòng không như là S-300 hay S-400. Máy bay ném bom của Mỹ đã tiến vào khoảng cách gần như là không thể chấp nhận. Cụ thể là xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế, có nghĩa là họ ở gần biên giới nước Nga dưới 100 km. Sau đó chúng tôi buộc phải đánh chặn và điều động các máy bay chiến đấu Su-30SM, Su-27 lên không trung. Hành động này nhằm mục đích nói rằng họ đã tiến vào khu vực hoạt động của các lực lượng và thiết bị phòng không. Theo quy định, nếu như một quốc gia thực hiện điều này trong mối quan hệ láng giềng tốt, một quy tắc bất thành văn được đưa vào để thông báo và những cảnh báo những gì mà chưa thực hiện được. Vì vậy, trong trường hợp nói trên, máy bay Mỹ đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng và phương tiện phòng không. Phía Mỹ nhấn mạnh rằng không có mối nguy cơ và không công nhận đã tiến vào khu vực này. Ở đây thì chúng tôi phải nói rằng họ thực sự xảo quyệt.
S-300 và S-400 có tầm bắn từ 250 đến 350 km. Họ có thể làm cách nào để tránh khỏi bị hủy diệt? Chính họ đã bước vào vùng thất bại thực tế này. Phi công danh dự của Liên bang Nga, phó tổng biên tập của tạp chí Avia Panorama, ông Vladimir Popov đã cho biết. Trong lúc này, rất nhiều câu hỏi được đặt ra bởi chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ phía đại diện Bộ Quốc phòng của Nga về vấn đề trên. Trong khi thông báo đến từ các nguồn tin phương Tây đã khoe khoang chuyến bay khiêu khích của máy bay ném bom Mỹ tại khu vực Bắc Cực của Nga, cho rằng Washington đã tỏ ra sẵn sàng tấn công Nga từ phía Bắc. Nga thì dựa vào vũ khí siêu thanh để ngăn chặn hiệu quả áp lực quân sự từ phía Hoa Kỳ. Tên lửa chống hạm Zircon sẽ trở thành con át chủ bài của Nga trong việc chống lại hải quân Hoa Kỳ. Thông tin này được các chuyên gia của tờ báo Sohu của Trung Quốc cho biết. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ cho phép các quốc gia tạo ra các loại vũ khí tiên tiến hơn, đặc biệt là các loại vũ khí siêu thanh. Các loại vũ khí thế hệ mới với khả năng hoạt động mạnh hơn và sức mạnh chiến đấu tăng lên một cách đáng kể. Các chuyên gia của Sohu nhấn mạnh rằng, hiện tại Nga đang đứng vị trí hàng đầu thế giới trong việc phát triển vũ khí siêu thanh. Các hệ thống tên lửa siêu thanh chiến lược của Nga đã phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, Moscow vẫn không dừng lại ở đó. Họ vẫn tiếp tục nghiên cứu các loại vũ khí mới. Vũ khí siêu thanh cùng với kho vũ khí hạt nhân của Nga cho phép Nga chống lại áp lực quân sự từ phía Hoa Kỳ một cách có hiệu quả, các chuyên gia Trung Quốc đã nhấn mạnh. Tờ báo Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng, hiện tại Hoa Kỳ cũng đang tích cực phát triển vũ khí siêu thanh, tuy nhiên họ vẫn chưa nhận được một kết quả đặc biệt nào. Trong khi đó, hiện tại thì Moscow có một số loại vũ khí siêu thanh, tổ hợp liên lục địa Avangard và tổ hợp tên lửa hàng không Kinza, và một hệ thống không thể không nhắc đến ở trên biển, đó là tên lửa chống hạm Zircon. Nó sẽ trở thành loại vũ khí chiến lược mạnh mẽ của hạm đội Nga. Các tên lửa siêu thanh này đã được chuẩn bị cho tàu khu trục đô đốc Gorshkov của dự án 22350. Năm 2020, Nga tiếp tục thử nghiệm loại vũ khí này trên các tàu ngầm hạt nhân. Được biết, tên lửa siêu thanh Zircon có khả năng đạt tốc độ tới Mach 9. Tốc độ này thì cao gấp 9 lần tốc độ âm thanh và phạm vi hoạt động hơn 1.000 km. Vũ khí siêu thanh hiện đại này thì sẽ được trang bị cho cả tàu mặt nước và tàu ngầm đang phục vụ cho hạm đội Nga. Theo các chuyên gia của Trung Quốc, đối với hải quân Nga, hệ thống tên lửa này có tầm quan trọng chiến lược vì nó trở thành lực lượng tấn công chính chống lại các tàu chiến của Mỹ, đặc biệt là tàu sân bay. Với vũ khí chống hạm mạnh mẽ, Nga đang tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các con tàu hải quân của Mỹ. Hải quân Nga thì không giống như là hải quân Hoa Kỳ, không có một đội tàu chiến lớn, ví dụ như là tàu sân bay. Tuy nhiên, thì Nga đã phát triển theo một con đường khác và sử dụng các phương pháp tiên tiến hơn để chống lại Hoa Kỳ trên biển. Sự ra đời của các tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon sẽ buộc Hoa Kỳ phải thay đổi chiến lược trên biển của mình, tờ báo Sohu đã kết luận. Trong một diễn biến khác, thông báo của Không quân Mỹ vào hôm 7 tháng 6 cho biết máy bay MC-130G Commando vừa tiến hành khai hỏa thành công bom Clever từ khoang hàng. Dù cho Clever được cho là bom, nhưng vũ khí được gắn động cơ phản lực tương tự như là tên lửa. Nhờ hệ thống động cơ này giúp Clever có thể đạt tầm bay tối đa lên tới 70 km. Để tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu, Clever được tích hợp thiết bị dẫn đường tìm mục tiêu như bom thông minh Zidam hiện nay đang có trong không quân Mỹ. Nhận định về loại vũ khí đặc biệt này của Mỹ, thì hãng tin Sputnik của Nga cho rằng bom Clever là một dạng quái vật từ trên không giúp tăng khả năng gian đe đối thủ của Mỹ. Trong khi đó thì trang tin Bloomberg so sánh nó với bom Bu-82 hay là bom phát quang có kích thước lớn, nặng gần 7 tấn và đủ sức thiêu rụi mọi thứ trong bán kính 500m. Để khai hỏa được trên máy bay vận tải, Clever được thiết kế với gá lắp, các đơn vị bom thông minh và một giá treo phức hợp. Loại có thiết kế như là các loại giá chở hàng hóa chuyên dụng. Chúng được kích hoạt bằng cách thả khỏi máy bay và hãm trên không bằng dù. Khi mà hạ xuống độ cao vừa đủ, các đơn vị bom sẽ tự động được thả khỏi gá giữ, giúp tạo ra vùng sát thương lớn hơn so với việc thả các quả bom đơn lẻ trên máy bay chiến đấu chiến thuật. Sau khi mà rời máy bay, do tác dụng của trọng lực và dù, gá giữ sẽ quay đầu quả bom xuống dưới và tiếp tục rơi tự do cho tới khi mà các chốt hãm được giải phóng để bom lao vào mục tiêu. Đây là cách làm thông minh để có thể ném các loại bom hàng nặng và tận dụng được các máy bay vận tải quân sự trong các tình huống tác chiến khẩn cấp. Hiện nay thì không quân Mỹ rất hùng hậu, nhưng trước yêu cầu tác chiến ngày càng lớn, chúng ta cần có các phương án lưỡng dụng như là sử dụng máy bay vận tải cho các nhiệm vụ ném bom. Thiếu tướng Clinton Hinos, lãnh đạo không quân Mỹ đã cho biết. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.